Dạ à, thưa thầy Thầy nói là 22 người là chuyến tàu vét Của Hòa Thượng Thích Thanh Tử Là đã quy cho thầy Mấy chục năm rồi Nhưng mà nhìn lại các sư đấy có ai giữ được 10 giới không? Có không ăn không? Hai ba bữa không? Vậy thì có ai nói vọng ngữ không? Có ai lấy cất giữ tiền bạc không? Hay là ông thầy mình cũng cứ y kinh của thiền đông độ rồi giảng cho mình giảng cho mình rồi là, là, là không biết cái ông tổ sư ở bên Trung Quốc ấy là ông ấy nói ấy, có có đúng không ông có giữ giới không hay nói sai thầy Phật dạy vì không sinh đã từ thời Đức Phật mà không gặp Phật trực tiếp thuyết thì làm sao có phước để mà nói người ta nói là bản nó môn nó xen vào cứ y kinh cứ cầu y pháp bất y y nhân người ta có tội đồ người ta có phá giới nhưng mà phải y pháp nhưng cái pháp đấy có thật không thưa thầy quan trọng cái đấy, đấy vậy nên là bao nhiêu giảng sư đều ốm đau bệnh tật hết, cuối đời gần như câm không nói được, nguy hiểm quá. Hòa thượng thích nhất hạnh nhìn ra khi mất xong rồi mới tỏi giới ra. Sáng ăn cháo trắng, à, cháo trắng khoái khẩu bằng nước tương. Còn trưa thì ăn cơm, chiều thì ăn hoa quả mà mà giảng sư uh, 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 hòa béo ấy. ông ấy nói. Thích Pháp Hòa cũng nói đấy, là thầy vẫn gọt 4 năm tu bên thầy, thầy gọt hoa quả ăn cứ nhớ cảm niệm như vậy. Vậy cho ăn hoa quả thầy có ăn không? Vậy hai ba bữa khác gì thầy trường. Đấy, vậy nên là cái đường đi nó phải vậy, con chỉ mong thầy thế này. Bây giờ thầy cũng có duyên với con, có thể là anh em nhau, cha mẹ nhau từ đời kiếp nào đó. Hôm nay con cũng là người tu hành cả với thầy, con nhìn thấy thương lắm giới nung tung nung tung bây giờ thiền sư rồi đi về ở với gia đình với con với cái cũng như sư ông chín hai tuổi đấy trăm năm tu hành mà không biết pháp sinh diệt không bằng một ngày biết pháp sinh diệt vậy nên con mong thầy có duyên thầy bảo thầy làm thị giả cho sư ông chín hai tuổi ấy. thì nên cái núi của thầy đất có sẵn rồi sư ông nhà ba tầng cho không đứa con nào nó nhận tài sản đấy thì cho thuê hai người dẫn nhau lên đấy xong rồi làm cái thất con nành vào xong rồi bắt đầu là tu ở đấy khi chết chết ở rừng nó còn hơn là chết ở nhà mà trong đó sư ông là hôm rồi con đến xuống đấy là thấy con tôm nó nhảy trong xô ấy tôm rảo ấy tôm biển ấy cái cô ấy cô ấy nấu con hỏi cô ấy về sư ông ăn như thế nào bảo cũng ăn thỉnh thoảng ăn tí tôm này được cô làm thịt chúng sinh ở với gia đình nó ăn thì chúng sinh nó khắp cho không ăn à con nói cái sư ông rồi Như sư ông cũng bảo hiểu khó khó bây giờ thì mình phải làm chứ bây giờ làm sao được năm giới không giữ được chứ đâu nổi mười giới sa di khoác cái áo tỷ kheo vào xấu hổ lắm khổ lắm nó sẽ thành mình khổ đấy thầy vậy nên là, 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 là tiền bạc danh vọng sắc dục, ăn hoa ngủ nó đánh chết con người nhất là tỷ kheo bao nhiêu bệnh tật như vậy bao nhiêu vậy mà sư uh, thiền sư ông trúc lâm là người xuất gia cuối cùng cho thầy không còn xuất ra cho ai nữa và để các đệ tử xuất ra thì con thấy sư ông cũng bệnh tật hàng chục năm nay không biết sư ông nói thế nào cứ y kinh giảng hay nào, là 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 có hứa cái gì nèo không vậy nên con mong là tốt nhất là hôm rồi đi với với với, với thầy thầy thì hạnh hãng tai ông kia rất tỉnh táo đấy mắt sáng tai nghe tốt đấy Thế thì hai người dẫn nhau lên trên đấy đi Ông có đưa thừa điều kiện Ông ấy xây được một cái thất Con cái xây cho Sau này cái khu núi giữa núi nhọn đấy Thì núi hang hổ đấy Là của thầy Thầy chết đi cái chỗ đấy để cho người ở lại Người ta với là đất cho kiếp sau Chứ còn bây giờ thì thiền sư vẫn có tiền có đất Thì làm sao nơi đi về Chứ làm sao mà có lại chia cho vợ một ít này Chia cho con một ít vậy Và cứ rối rắm trong đấy Con đây là một cách đi với thầy đi với thầy sư ông con thường lắm, sư ông như tuổi cha của con vậy vì cha con sinh một chín ba mươi cha con số số xin là bị ung thư bị năm sáu mươi tuổi ngày xưa bị thương vinh chống pháp nghèo đói lắm thì ăn đủ thứ nên là hút thuốc nào nhiều quá nên bị bệnh giờ con nhìn thấy con tôn trọng lắm con thương lắm Nhưng thầy còn nói này thầy trẻ bây giờ cố gắng đi nghe được pháp gốc ấy thì dạy cho 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 sư ông ấy sư ông có được học hành gì đâu đến mười giới xa di còn không nhớ là thì làm sao mà tu được thầy vậy con mong thầy hãy thương sư ông đi không thương là khổ đấy